Nếu là đệ tử ruột của bộ tiểu thuyết Tây Du Ký, chắc hẳn ai cũng biết tới Bồ Đề Tổ Sư, người đầu tiên mà Tôn Ngộ Không gọi là sư phụ. Chính ông là người truyền dạy 72 phép biến hóa cùng thuật cân đổ vân vô cùng lợi hại cho Thạch Hầu. Xem Tây Du Ký, người ta chỉ biết đến Tôn Ngộ Không với 72 phép địa sát thần thông cùng bản lĩnh chọc trời, khiến chư tiên từ thiên đình tới địa phủ phải nép mình nể sợ. Nhưng mấy ai từng tự hỏi Bồ Đề Tổ Sư rốt cuộc có lai thế như thế nào? Tại sao ông chỉ xuất hiện với vai trò truyền dạy cho Thạch Hầu có đủ bản lĩnh đi chọc trời, khuấy nước rồi dừng lại ở đó? Liệu ông có liên quan gì tới việc Tôn Ngộ Không đi đến đâu thì chư tiên đều nể mặt kêu đại thánh, dù bản lĩnh của họ không hề tầm thường? Để giải đáp những ẩn số này, trước tiên hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về lý do tại sao Bồ Đề Tổ Sư chịu nhận Tôn Ngộ Không làm đệ tử dù chỉ mới vừa hỏi qua danh tính. Bồ Đề Tổ Sư là người rất ít khi nhận đệ tử. Số lượng người theo ông bái sư phụ bị ông đuổi cũng vài chục người, nên cả đạo quán chỉ còn vỏn vẹn 36 đồ đệ. Năng lực của Bồ Đề Tổ Sư đạt đến trình độ thượng thừa của bậc tiên nhân. Ông thông thạo 108 phép thiên cang địa sát, cảnh giới cao nhất của pháp thuật. Bồ Đề Tổ Sư vốn thờ ơ với danh lợi, không muốn người khác biết đến mình. Nếu ông thực sự muốn nổi tiếng với khả năng phi phàm đó, không khó gì vang danh khắp tứ hải bát quan. Tôn Ngộ Không sau khi đi phá đá chui ra, lênh đênh trên biển lớn, tìm đường tâm sư học đạo. Cuối cùng, Ngộ Không đến linh đài Phương Thôn Sơn theo học Bồ Đề Tổ Sư. Lúc mới gặp, Bồ Đề Tổ Sư hỏi, nhà ngươi tên gì? Thạch Hầu nhanh miệng trả lời, con không có danh tính, nếu người khác chửi con không thấy phiền não, nếu người khác đánh con cũng không tức giận. Chỉ là lấy lễ đáp lại là được, một đời không có tên. Chỉ một câu nói của Thạch Hầu, Bồ Đề Tổ Sư đã phát hiện được căn cơ của nó. Ông đặt tên cho Thạch Hầu là Tôn Ngộ Không, với chữ Tôn trong Hồ Tôn nghĩa là con khỉ. Không là cảnh giới cao nhất để đạt đến viên mãn đắc đạo là hoàn toàn bổ niệm. Chỉ khi đạt đến trạng thái không này, người tu luyện mới có thể thực sự trở về với chân ngã và bản nguyên cao quý của chính mình. Và ngộ không có nghĩa là giác ngộ được tính không. Tôn Ngộ Không là con khỉ giác ngộ được tính không. Ông đã truyền dạy 72 phép biến hóa, thất thập nhị huyền công, địa sát và phép cân đầu vân cho Thạch Hầu. Bồ Đề Tổ Sư đã từng nói với Tôn Ngộ Không, ngươi từ bây giờ địa sinh bất lương, dù cho ngươi có hành hung gây tai họa như thế nào cũng không được nói là đệ tử của ta. Bằng không, ngươi chỉ cần nói nửa chữ thì ta sẽ lột ra dóc xương con khỉ nhà ngươi, phân thân hồn của ngươi ra làm 9 khúc cho ngươi vạn kiếp không thể thoát thân được. Trong Tây Du Ký, ngoài Phật Tổ Như Lai thì chẳng ai có bản lĩnh nắm giữ được sinh tử của Tôn Ngộ Không. Điều này cho thấy lai lịch của Bồ Đề Tổ Sư quả thực là phi phàm, thần thông quảng đại, đã vậy còn nhìn thấy trước được tương lai của Tôn Ngộ Không. Chính vì thế, người ta bắt đầu nghi vấn vị tiên nhân này có phải xuất thân không hề tầm thường. Nghi vấn đầu tiên, Bồ Đề Tổ Sư là sư đệ của Phật Tổ Như Lai, Chuẩn Đề đạo nhân. Bồ Đề Tổ Sư trong Tây Du Ký ẩn cư tại Tây Ngưu Hạ Châu, ở trong linh đài Phương Thốn Sơn, Ta Nguyệt Tam Tinh Động. Linh đài Phương Thốn Sơn gọi tắt bằng chữ đầu và chữ cuối là Linh Sơn. Ta Nguyệt Tam Tinh chính là vật trên thiên thượng, ám chỉ bầu trời, hợp nhất chúng lại chính là thiên thượng Linh Sơn. Trùng hợp một điều, Phật Tổ Như Lai cũng cư ngụ tại Thiên Ngưu Hạ Châu trong chùa Đại Lôi Âm ở Thiên Trúc Linh Sơn. Tên hai ngọn núi này là khá giống nhau, từ đây ta có được căn cứ đầu tiên. Tiếp theo, trong lần đầu tiên Tôn Ngộ Không nhìn thấy Bồ Đề Tổ Sư, tác giả Ngô Thừa Ân đã miêu tả, nhìn thấy Bồ Đề Tổ Sư ngồi ngay ngắn nghiêm trang trên bệ, ở phía dưới, hai bên có 30 tiểu tiên đứng hầu, quả nhiên là kim tiên đại giác sạch ghê, phương Tây diệu tướng Bồ Đề Tổ Sư, không sinh diệt đức cao xa, thân tròn khí vẹn rất là từ bi. Chân như bản tính an vi, tự nhiên không tịch, tùy nghi biến rời. Trang nghiêm thọ sánh đất trời, pháp sư muôn kiếp sáng ngời là đây. Để làm rõ điều này, chúng ta cần liên hệ tới một tiểu thuyết thần thoại khác là Phong Thần Diễn Nghĩa. Hai bộ truyện này đều được viết ra vào thời nhà Minh. Mặc dù miêu tả không cùng triều đại, không cùng nội dung, nhưng những nhân vật bên trong lại có sự liên quan chặt chẽ. Ví dụ như Lý Tịnh, Na Cha, Mộc Cha, Dương Tiễn đều có mặt ở trong cả hai bộ truyện này. Trong Phong Thần Diễn Nghĩa có một vị Chuẩn Đề đạo nhân lúc xuất hiện được miêu tả như thế này: đại giác kim tiền bất nhị thì, tây phương diệu pháp tổ bồ đề, bất sinh bất diệt tam tam hành, toàn khí toàn thần vạn vạn từ, không tịch tự nhiên tùy biến hóa, chân như bản tính nhậm vi chi, giữ thiên đồng thọ trang nghiêm thể, lịch kiếp minh tâm đại pháp sư. Phong Thần Diễn Nghĩa hồi 61. Hai đoạn văn miêu tả hai nhân vật này khá trùng khớp với nhau. Điều đó nói lên rằng Bồ Đề Tổ Sư và Chuẩn Đề đạo nhân chính là một. Vậy Chuẩn Đề đạo nhân là ai? Trong Phong Thần Diễn Nghĩa, Chuẩn Đề đạo nhân có một vị sư huynh là Tiếp Dẫn đạo nhân. Trong chương thứ 78 của Phong Thần Diễn Nghĩa có miêu tả về Tiếp Dẫn đạo nhân như sau: đại tiên đi chân trần táo lê hương, chân đạp tường mây càng dị thường, 12 đài sen diễn pháp bảo, bát đức bên cạnh ao hiện bạch quang, thọ thông thiên địa ngôn phi sai, phúc tỷ hồng ba thuyết há cuồng, tu hành xá lợi minh hài tức, thanh nhàn cực lạc là tây phương.
Và rất là trùng hợp, Phật tổ Như Lai khi xuất hiện trong Tây Du Ký cũng được miêu tả giống hệt đoạn văn trên. Đến đây thì đáp án đã hé lộ, Chuẩn Đế Đạo Nhân là sư đệ của Tiếp Dẫn Đạo Nhân. Tiếp Dẫn Đạo Nhân cũng chính là Phật Như Lai. Tổng hợp lại, ta có được Chuẩn Đế Đạo Nhân chính là Bồ Đề Tổ Sư và Bồ Đề Tổ Sư chính là sư đệ của Phật Như Lai. Chẳng trách khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thì chỉ có Như Lai là có thể trị được, vì Tôn Ngộ Không là đệ tử của sư đệ mình. Tiếp Dẫn Đạo Nhân và Chuẩn Đế Đạo Nhân đã từng cùng nhau chức trưởng nắm giữ Tây Phương Giáo. Sau này, Như Lai tu thành kim thân, sáu trưởng kiến lập nên Phật giáo thôn tính Tây Phương Giáo. Bồ Đề Tổ Sư từ đó cũng ẩn cư trên núi tên là Linh Đài Phương Thốn. Sau này, tự lập ra đạo quan miếu sĩ tu thân dưỡng tính. Có thể Như Lai nhờ cậy sư đệ mình dạy pháp thuật cho Ngộ Không. Cũng chính vì lý do này nên Bồ Đề Tổ Sư còn dặn dò Ngộ Không rằng không được nói với ai, ngươi là đồ đệ của ta, lúc Tôn Ngộ Không bái biệt. Trong quá trình Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, chúng đệ tử dưới trướng Phật Tổ không hề ra tay ngăn cản. Quan Âm Bồ Tát đã đến nhưng cũng chỉ bàng quan. Mãi cho đến khi Ngọc Đế hết cách, đành mời Phật Tổ Như Lai tới thì sự việc mới chấm dứt. Chẳng phụ kỳ vọng, Phật Tổ xuất hiện và dễ dàng xử lý con khỉ đang gây rối thiên đình. Trường hợp thứ hai, Bồ Đề Tổ Sư là sư đệ của Thái Thượng Lão Quân Thông Thiên Giáo Chủ. Danh xưng Bồ Đề Tổ Sư thực ra cũng chỉ mang ý nghĩa là một vị thầy định tu đắc đạo dưới gốc cây Bồ Đề mà thôi. Có lẽ từ đây mà nhiều người nảy sinh hoài nghi và đưa ra một giả thuyết, thầy dạy Tôn Ngộ Không ban đầu chính là Thông Thiên Giáo Chủ, một sư đệ của Thái Thượng Lão Quân. Giả thuyết này cũng dựa trên sự kết hợp giữa Tây Du Ký với Phong Thần Diễn Nghĩa. Theo đó, Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông biến hóa y hệt Dương Tiễn, mà Dương Tiễn lại có sư phụ là Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Sức mạnh đạo gia của ông cũng có 108 phép thần thông biến hóa y như của Bồ Đề Tổ Sư. Từ đó người ta nghi ngờ rằng Bồ Đề Tổ Sư chính là Thông Thiên Giáo Chủ. Theo đó, cả Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là đệ tử của Hồng Quân Lão Tổ. Thông Thiên Giáo Chủ và Thái Thượng Lão Quân, hai người này pháp luật vô biên theo hai phái khác nhau của đạo giáo, Triệt Giáo gắn với Thông Thiên Giáo Chủ và Xiển Giáo gắn với Thái Thượng Lão Quân. Giữa họ luôn tồn tại sự đối kháng và mâu thuẫn lẫn nhau. Thông Thiên Giáo Chủ cho rằng người hay yêu hay ma vốn không quan trọng khi truy cầu đại đạo. Trong quá trình truyền đạo, Giáo Chủ Thông Thiên hiềm khích với hai sư huynh nên đã xuống trần lập trận Chu Tiên và Vạn Tiên. Nhờ sự trợ giúp của hai vị giáo chủ Tây Phương Giáo là Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề nên Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn đã phá tan hai trận này. Triệt Giáo thua trận, Thông Thiên Giáo Chủ muốn mở trận địa hủy phong tái lập lại thế giới, hủy diệt mọi thứ về lại từ đầu, xong bị sư phụ là Hồng Quân Lão Tổ ngăn chặn và hóa giải các mối hiểm khích giữa hai phái. Hồng Quân Lão Tổ đưa Thông Thiên trở về cung Tử Tiêu, không cho dạy học trò nữa, còn Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng các vị tiên khác lui về núi, không xuống trần để phạm sát sinh nữa. Vì thế, phải chăng Thông Thiên Giáo Chủ đã thu nhận Tôn Ngộ Không về dạy dỗ, chỉ cho 72 phép thần thông, xong lại chẳng mấy chú tâm tới việc dạy nhân cách cho khỉ đá, để rồi sau này Ngộ Không tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh, đại náo thiên cung, làm long trời lở đất. Nếu như Như Lai không xuất hiện kịp thời, rất có khả năng Thông Thiên Giáo Chủ nhân lúc hỗn loạn, một loại trận thủy địa hỏa phong tái lập lại ước mơ đã không thành. Một chi tiết khác cũng rất đáng lưu tâm, đó là việc khi đi lấy kinh, thầy cho Đấng Tăng gặp rất nhiều yêu quái và Tôn Ngộ Không thường xuyên phải nhờ tới các chư Phật, chư tiên giúp đỡ, trong đó có cả thú cưỡi của Thái Thượng Lão Quân. Như vậy, rõ ràng phép thuật của Thái Thượng Lão Quân phải vượt trội hoàn toàn so với khỉ đá. Vậy tại sao khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, Thái Thượng Lão Quân không hề có phản ứng gì mạnh mẽ? Có người cho rằng Thái Thượng Lão Quân biết rõ thế lực đứng sau Tôn Ngộ Không nên không dám khinh suất, sợ đối đầu trực diện sẽ gây hại cho chúng sinh. Vì thế, ông mới tìm cách để Ngộ Không có được Kim Cang Bất Hoại và Hỏa Nhãn Kim Tinh, để rồi Như Lai đưa Tôn Ngộ Không về con đường chính đạo, phá hỏng kế hoạch của Thông Thiên Giáo Chủ. Hai giả thuyết về lai lịch của Bồ Đề Tổ Sư quả thật vẫn là một bí ẩn khiến người ta phải lý giải. Ta chỉ có thể tự hỏi liệu Bồ Đề Tổ Sư chính là Thông Thiên Giáo Chủ hay Chuẩn Đề Đạo Nhân. Giả thuyết có thể đúng, có thể sai, nhưng dẫu sao chúng cũng không làm giảm đi tình cảm mà người hâm mộ dành cho danh tác Tây Du Ký.